bạn giật được bao nhiêu điểm trên bàn. Giật càng chính xác vào các mục tiêu nhắm sẵn trên bàn sẽ giúp quả giật của bạn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đầu tiên, các bạn hãy chia nhỏ khu vực mà các bạn muốn nhắm đến trên bàn và bắt đầu tập luyện với bóng nhiều hoặc máy bắn bóng. Tập từ tốc độ thấp lên tốc độ cao và cố gắng nhắm chính xác nhất có thể. Ở level 2 là các bạn sẽ tập giật bóng xoáy xuống và cũng giật đa điểm như vậy. Sau đó tập luyện với huấn luyện viên để giữ đường bóng liên tục trên bàn. Thực hành bài tập này càng nhiều sẽ giúp các bạn càng giật chính xác trong thi đấu. Hãy cố gắng giật thật nhiều điểm trên bàn vì nó rất có lợi cho các bạn trong thực chiến. Chúc các bạn thành công nha!